kiện đi kèm. Thì về thời gian có hạn cũng như là nguồn lực có hạn thì là cái gì mà nó rất là xây dựng một sao website bán hàng cho một cửa hàng nhỏ có quá nhiều là phức tạp, những cái tính năng đơn giản cho người mua hàng cũng như là người quản trị có thể biết được. Về các tính năng thì về phía quản trị thì có việc sửa xóa các sản phẩm, quản lý sản phẩm, quản lý các tài khoản người dùng họ đã đăng ký, hay là xem cái đơn hàng mà khách hàng đã tặng, và quản lý phản hồi khách hàng thì không rất đảm trong quản lý xây dựng chưa xong chưa cho quản trị. Người dùng thì người có thể vào trang để xem về mặt hàng với sản phẩm, còn để người dùng đăng like chưa có tài khoản, đối với người đã có đăng ký tài khoản thì họ có thể đặt mua hàng cùng với giỏ hàng và để lại những cái comment trên từng sản phẩm để những người khác có thể theo dõi, chúng ta có thể tìm kiếm sản phẩm theo tên, theo giá, theo loại sản phẩm đây đó là di động và máy tính bảng cho người. Đây là về sơ đồ dùng dữ liệu, đây là sơ đồ quan hệ cụ thể. Thì đây hóa đơn là có quan hệ với lại người dùng kiểu dạng quan hệ nhiều bởi vì là người dùng có thể đặt mua nhiều loại mặt hàng, nhiều hóa đơn trong nhiều thời kỳ khác nhau. Hóa đơn này thì cái mã hiện giờ thì em phải hủy FP thì nó sẽ bị lỗi. Hóa đơn này thì có ngày, mã và tổng tiền là ba cái chính, còn về phần nó sẽ liên kết với cái phần này chi tiết hóa đơn, thì cái hóa đơn này sẽ được các mã hóa đơn để mình kiếm về nó sẽ có về những cái thông tin của người dùng. Ví dụ những người dùng mà đã đăng nhập rồi thì họ sẽ có những thông tin như họ tên, rồi địa chỉ các thứ và những cái ghi chú của họ trong hóa đơn. Thì em sẽ biểu diễn là sâu chi tiết hơn, còn sản phẩm thì sẽ thuộc vào loại sản phẩm. Nếu mà đi là em hóa chính, hóa thành chân em để đây là TK của anh tôi khi rồi được rồi. Đây chính là bản sơ đồ quan hệ từ cơ sở dữ liệu. Thì phần chia sản phẩm chứa tất cả các thông tin về sản phẩm đó, một của một sản phẩm sẽ phụ thuộc vào bản loại hay loại, và bên kia là phần comment của người dùng đối với từng loại sản phẩm một. Chi tiết hóa đơn kia có liên quan đến chi tiết hóa đơn này không liên quan, nó chỉ mang tính chất chứa hóa đơn và sản phẩm có ID sản phẩm, nhưng mà cái ID sản phẩm này ví dụ khi người dùng add vào nó sẽ có nhiều loại sản phẩm, nhưng mà nó vẫn chỉ thuộc một mã hóa đơn, và mã hóa đơn này chỉ có của một khách hàng đấy. Chi tiết hóa đơn này đa số là để cho một người admin người ta quản lý cái việc mà bây giờ sâu hóa đơn, tức là trang quản lý hóa đơn sẽ có cái mã hóa đơn, cái sản phẩm trong cái hóa đơn đấy, số lượng của sản phẩm của từng loại sản phẩm trong hóa đơn. Khi mà admin ấn vào cái mã hóa đơn thì nó sẽ hiện ra toàn bộ thông tin chi tiết hóa đơn đấy, liên thông tin từng sản phẩm trong đơn hàng của em. Thì một hóa đơn em có thể bán nhiều sản phẩm, mỗi sản phẩm có một số lượng khác nhau, thậm chí là giá nó sẽ khác với cái giá trong bản sản phẩm. Cái giá trong bản sản phẩm là niêm yết, cái giá kia là nó bán,
bao gồm cả thương mại cả giá nữa. À, chính vì vậy nó phải có quan hệ với bản sản phẩm, vì nó có khóa này, đây khóa ID sản phẩm nó ngoại, thực tế là nó sẽ như thế, không phải đơn giản của cái công việc này để cho người sản phẩm đây bay của nó này chủ yếu trong kinh doanh số lượng ta mong muốn là. Rồi ok, em demo về chương trình. Anh hiểu anh làm gì trong giai đoạn này? Đi quý là về khác đúng không? Vâng, chứ sao là về lập vừa sẽ ăn vừa sáu rồi đầu tiên là đầu tiên đây là về mặt trang chủ này anh thấy khả thi không? Cái này đẹp nó lành nhiều đấy. Đây là trang cũng có lạc hào và điện thoại trang ngân hàng, bọn em có chức năng kiểm tra. Giới thiệu từng chức năng của phòng lưu hóa này là sản phẩm. Đây là chi tiết sản phẩm mà nó cũng có đủ đủ khách hàng thì đây là hình giờ, người ta đăng nhập vào, bây giờ lên tên của người ta.
tiền để sử dụng tăng. Và đây là phía dưới họ sẽ điền thông tin của họ. Thank you.
chức năng tìm kiếm.